Rồi, mến chào các bạn đã đến với kênh Mekong Today. Thì hôm nay mình là Sơn, nhân viên bán hàng Sài Gòn 2, số 45 đường Cách Mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình sẽ cập nhật giá xe, các dòng xe Exciter, các dòng xe của Yamaha trong tháng 8, cũng như chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Thì giá xe cũng như chương trình khuyến mãi, thì trong tháng 8 này có một số chương trình rất là hấp dẫn cho các dòng xe. Thì dòng xe Exciter thì các bạn cũng đã biết, thì những trong thời gian qua thì có nhiều chương trình cho dòng xe tay ga, với xe dòng xe vô tay, và một số chương trình dành cho các dòng xe tay ga. Thì hiện tại trong tháng 8 này thì bên Yamaha có chương trình lướt vua côn tay dinh ngay quà cũng. Thì chương trình này hỗ trợ cho các bạn là 1.500.000 khi mua xe, đồng thời các bạn được hỗ trợ thêm 1.500.000 từ cửa hàng để đăng ký biển số ha, làm giấy tờ trước bạ. Ngoài ra chương trình còn có thêm quay số trúng thưởng, khi các bạn mua xe thì các bạn sẽ được quay số may mắn trên hệ thống của Yamaha, thì các bạn sẽ quay và biết kết quả ngay trong lúc mình quay là sẽ biết kết quả liền. Thì cơ cấu giải thưởng rất là hấp dẫn, tỷ lệ trúng cực cao, các bạn cứ 3 người tham gia thì sẽ có một người trúng. Thì giải nhất gồm có 40 xe MT15 trị giá 69 triệu đồng. Giải nhì thì nó có 120 cái laptop Acer trị giá 24.990.000 đồng. Còn giải ba thì điện thoại Samsung, thì Galaxy A31 trị giá 6.490.000 đồng. Thì điện thoại này, giải 3 này thì nó có hàng ngàn cái điện thoại nha các bạn. Thì tỷ lệ rất là cao, khi các bạn mua xe thì sẽ được quay số ngay tại cửa hàng luôn, và biết thông tin kết quả ngay tại chỗ luôn. Thì các bạn mua xe xong có quà mang về luôn nếu mà trúng. Thì chiếc xe chúng ta cập nhật giá xe của tháng 8 thì một số dòng xe thì bên cửa hàng cũng có độ tem sơn, với là một số đồ phụ kiện theo xe. Thì giá xe tháng 8 thì chiếc màu đen, chúng ta đang theo dõi chiếc màu đen nha các bạn, đen và ánh hồng, đen đồng ánh hồng. Thì chiếc này nó có đặc biệt là mâm trước là màu đen, còn mâm sau thì nhà máy sơn màu xanh nha các bạn. Thì chiếc này hiện tại giá nếu mà trừ khuyến mãi luôn thì nó còn lại 46 triệu rưỡi nha các bạn. Thì phiên bản này là phiên bản đặc biệt nên số lượng sản xuất thì nó cũng không có nhiều, chỉ là số lượng ít thôi, nên cái giá nó đặc biệt hơn cái dòng xe khác, GLC hoặc là EV. Rồi chúng ta coi thêm một số dòng xe tem sơn khác, với lại bộ phụ kiện luôn, tem 3D. Thì này thì tem này thì nó sơn ra, mà nước sơn thì độ bền nó sẽ cao hơn cái loại mà tem chùm. Này là tem 3D. Thì giá xe này nếu mà các bạn lấy bộ tem 3D với lại cộng luôn tất cả các món phụ kiện trên xe thì nó khoảng trừ khuyến mãi luôn thì nó khoảng còn là khoảng 55 triệu rưỡi nha các bạn. 55 triệu rưỡi là bao gồm tất cả các phụ kiện và bộ tem 3D. Thì một số các bạn không có thích mấy món phụ kiện đó, thì mình có thể là mình bớt là phụ kiện, thì giá xe nó có thể dao động từ 50.500.000 đến 54-55 triệu nha các bạn. Chứ không phải là mình báo giá này các bạn nói cao thì không phải. Thì một số bạn thì không có lấy phụ kiện thì nó sẽ giảm giá cho mình, có nghĩa là nó sẽ trừ tiền cho các bạn. Này thì mình có độ bộ mâm gác trên sau, cần số trả luôn các bạn, tay thắng, vùng tay lái, tất cả các món luôn, tam giác bảo vệ các nước. Rồi các bạn có thông tin cần liên hệ thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình là 0907 288 248 để được tư vấn nha. Thì ngoài các bạn mua thanh toán tiền mặt thì bên cửa hàng có hỗ trợ cho mình chương trình trả góp cực lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Thì trong tháng 8 này bên mình có lãi suất 0%, thì các bạn đưa trước 20% giá trị xe trở lên thì nó khoảng tầm khoảng 10 triệu đó, các bạn chuẩn bị khoảng 10 triệu. Cần hộ khẩu chứng minh hoặc là các bạn chứng minh bằng lái thì mình có thể là hợp đồng góp 0% lãi suất.
Ngoài ra thì mình có thêm cái lãi suất 0,79 nha các bạn. Thì thủ tục thì nó cũng tương tự. Ngoài ra dòng xe shooter thì cửa hàng có hỗ trợ cho mình là không trả trước. Thì gói không trả trước này thì các bạn phải có cung cấp đủ 3 chứng từ cần thiết, đó là hộ khẩu chứng minh với lại hóa đơn điện hoặc là hóa đơn nước hoặc là hóa đơn internet có địa chỉ trùng với địa chỉ hộ khẩu của mình ha. Đây cũng là mẫu Exciter trắng đỏ đen ha, thì mình có độ tem 3D với lại một số phụ kiện theo xe. Các bạn đừng quên là chương trình của mình là hỗ trợ từ nhà máy là 1.500.000 đồng, cửa hàng có hỗ trợ cho mình 1.500.000 đồng đó nha chị, tổng hỗ trợ cho các bạn là 3 triệu, tham gia trả góp với lại được tham gia quay thưởng tại cửa hàng luôn. Thì các bạn mua xe xong sẽ được quay số trúng thưởng thì sẽ biết kết quả ngay. Giải nhất là chiếc MT15 trị giá 89 triệu đồng, còn giải nhì là laptop Acer trị giá 24.990.000 đồng, còn giải ba là cái điện thoại Samsung Galaxy A31 trị giá 6.490.000 đồng, áp dụng cho dòng xe Exciter nha các bạn. Còn một số dòng xe khác của cửa hàng thì một hôm mình sẽ thông báo cho các bạn các chương trình khuyến mãi cũng như là trả góp. Chúng ta đang theo dõi chiếc màu cam và màu trắng nha. Thì các bạn có mua tem sơn cộng với phụ kiện á, thì bên mình có còn một số phần quà như là bia Sài Gòn Lager. Thì các bạn mua tem cộng với phụ kiện bên mình sẽ hỗ trợ tặng cho các bạn thêm một thùng bia. Thì số lượng còn giới hạn nha các bạn tranh thủ càng sớm thì mình sẽ được nhận nhiều quà hơn. Rồi chúng ta sẵn chúng ta quay tiếp cái chiếc xe Exciter màu đỏ luôn nha, cái màu cũng là mới, màu đỏ ruby. Thì chiếc này mình cũng độ full phụ kiện luôn, tem 3D cộng mâm rồi phụ kiện tam giác các nước ba ga đầy đủ luôn nha các bạn. Đồ đầy đủ phụ kiện thì các bạn mua trả góp thì có gì liên hệ số điện thoại của mình để được tư vấn trước khi đến cửa hàng xem xe và mình lên hồ sơ. Thì số điện thoại của mình là 0907 288 248, hoặc là các bạn nhắn tin qua Zalo, hoặc là nếu các bạn ở gần địa chỉ của cửa hàng thì các bạn đến với cửa hàng Yama Sài Gòn 2 số 45 đường Cách Mạng tháng 8. Các bạn đến gần chỗ công viên văn hóa miền Tây hoặc là cạnh nhà Phi Long hoặc là kế bên cấp mắt Bình Thủy, tại vì một số địa điểm đặc trưng để các bạn dễ nhận biết cửa hàng. Rồi chúng ta đang theo dõi dòng xe Jupiter thì mình cũng cập nhật sơ qua giá của dòng xe Jupiter. Thì giá Jupiter hiện tại thì có hai phiên bản GC thì giá nó 29.400, còn phiên bản màu xanh GB thì nó 29.900 nha các bạn. Thì dòng xe này mình có hỗ trợ không trả trước luôn, thì hồ sơ nó cũng lên cũng đơn giản. Chỉ cần các bạn cung cấp chứng minh hộ khẩu với lại một hóa đơn điện hoặc là nước hoặc là internet thì mình sẽ lên hồ sơ không trả trước cho các bạn luôn mẫu xe này. Rồi sẵn chúng ta qua cập nhật thêm một số dòng xe tem độ của dòng xe Sirius nha, Sirius Bình Thân Con và Sirius FI. Thì xe mình xăng Sirius Bình Sơn Con thì hiện tại thì cái dòng xe tem sơn mới thì các bạn mẫu mới đỏ đen, có độ mâm 3 ga đầy đủ cho các bạn kính rồi kia hết. Thì Sirius này thì có độ mâm một số chi tiết, thì giá xe thì cũng không có gì thay đổi so với tháng trước thì các bạn. Chương trình của Sirius thì vẫn hỗ trợ cho các bạn 700.000, ngày mai sẽ hỗ trợ cho mình 700.000, các bạn muốn nhận tiền mặt mình sẽ gửi tiền mặt cho các bạn hoặc là trừ thẳng vô giá xe. Thì dòng Sirius cũng được tham gia hỗ trợ trả góp luôn các bạn, trả góp 0% hoặc là các bạn không đưa trước, không cần trả trước luôn. Cái tem mới rất là đẹp nha các bạn. Các bạn nhìn xem tem qua văn mẫu tem 3D
cái mặt đồng hồ trên có chữ monitor luôn nha các bạn, kính dù kính ốc kính rồi có đầy đủ cho các bạn hết luôn. Các bạn mua xe chỉ về chạy thôi chứ không có cần độ thêm. Còn các bạn nào thích độ thì mình độ thêm một số đồ phụ kiện theo xe nữa. Rồi chúng ta coi cái mẫu xem tem 3D, tem 3D Sirius chỉ đỏ. Mẫu này mình cũng có độ đầy đủ luôn nha các bạn. Chương trình hỗ trợ rất là hot nha các bạn. Sirius thì hỗ trợ cho các bạn 700.000. Thủ tục thì các bạn cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc là thủ tục giấy tờ này kia các bạn cứ liên hệ trước qua số điện thoại. Đọc số điện thoại luôn đi Thịnh, có gì liên hệ với Thịnh luôn. Thịnh thì có số điện thoại đó nha các bạn liên hệ với Thịnh cũng được. Số điện thoại của mình là 0898080966 nha các bạn. Số điện thoại của mình có cài luôn cái Zalo luôn ha. Không Thịnh? Dạ có Zalo luôn đó nha anh. Rồi có Zalo luôn rồi các bạn có thể liên hệ qua Zalo luôn các bạn. Các bạn đi làm thì có thể là liên hệ sau khi mình đi làm nó có thể liên hệ buổi tối cũng được. Các bạn tranh thủ sớm sớm nha. Rồi Sirius này thì có Sirius bình xăng to thì có mẫu trăm đùm. Trăm đùm hiện tại thì giá khoảng 19.300.000 mà các bạn được hỗ trợ 700 nữa thì còn là 18.600.000 mà. Chưa giấy tờ nha các bạn. Thì các bạn tùy theo mình ở tỉnh hay ở thành phố thì mình sẽ đăng ký cái phí theo của quy định của bên chi cục thuế với lại công an nha. Rồi quay phía trước để các bạn coi đi, Sirius màu trắng xanh. Còn nếu mà các bạn xài Sirius bánh mâm thắng đĩa thì giá nó 21.700.000. Đây Sirius tem mới luôn nha các bạn. Mâm đĩa đó, phiên bản RC màu đỏ đen thì giá 21.700.000, hỗ trợ mình còn là 21.000 chẳng luôn. Thì tiếp theo mình coi xem dòng xe Sirius FI bình xăng con. Có Sirius FI phun xăng điện tử FI luôn nha các bạn. Giá là 20.500.000. Đây là màu đen. Thì Sirius FI thì cái mẫu mã nó hơi cao hơn và nó dài hơn xíu nha các bạn. Màu đỏ đen. Thì xe này vẫn được hỗ trợ 700.000. Thì các bạn mua xe Sirius thì cũng được tham gia trả góp nha các bạn, trả góp 0% lãi suất hoặc là các bạn không trả trước thì 0% lãi suất á, thì các bạn phải đưa trước khoảng 20% giá trị xe nha. Còn các bạn mua không trả trước á, thì nó có lãi suất, thì thủ tục thì chứng minh với hộ khẩu với lại cộng thêm hóa đơn điện. Rồi Sirius FI có độ mâm tem 3D mẫu Movitam nha các bạn. Xanh này thì mẫu này thì nhà máy không có màu này, bên cửa hàng mình có độ tem 3D thì tem màu sơn rồi này kia là các bạn cứ yên tâm. Thì các bạn mua tem 3D sẽ được bảo hành cho mình 6 tháng. Rồi mẫu tem 3D chỉ đỏ luôn nha các bạn, đỏ đen, màu này thì tem nó không có hoa văn ngay hai cái bên bực của xe. Mẫu này thì các bạn giá thì toàn bộ chiếc xe thì nó khoảng tầm 20-27 triệu nha các bạn. Các bạn thấy mâm độ rất là đẹp. Rồi Sirius FI mâm đĩa thì phiên bản zin của nhà máy thì giá nó là 23.400.000. Bản này bản zin màu trắng đen thì nó có thêm màu đỏ, màu xám với lại cộng thêm màu trắng nha các bạn, là thành nữa là màu trắng với màu đen nhám. Chương trình của Sirius nha các bạn. Rồi sẵn vậy mình quay chiếc cam luôn, cam Exciter có độ màu cam rất là đẹp. Màu cam, cam đen có độ mâm này đầy đủ hết, đèn led LED luôn nha các bạn. Rồi chúng ta qua xe một số dòng xe Taiga. Thì dòng xe Taiga hiện tại thì nó cũng đang có chương trình rất là hấp dẫn.
Thì chương trình của Taiga thì nó hỗ trợ cho mình tất cả các dòng xe là Janus, Latte thì mình Grande luôn, Figo thì mình quay dòng xe Janus trước nha các bạn. Janus thì nó có 3 phiên bản nha các bạn, phiên bản thấp nhất là 29 triệu còn phiên bản cao nhất là 33 triệu rưỡi. Thì dòng xe Janus sẽ được hỗ trợ cho các bạn là 2 triệu đồng. Trừ thẳng vô giá xe cho các bạn luôn. Thì mẫu xe này cũng được tham gia trả góp 0% lãi suất, cũng như là mình không có trả trước thì vẫn được tham gia các bạn. Thủ tục thì các bạn liên hệ qua số điện thoại của mình 0907 288 248, hoặc là Zalo, hoặc là số điện thoại của Thịnh nha. Số điện thoại của Thịnh là số 0898 080966 nha các bạn. Rồi liên hệ qua Zalo luôn nha. Rồi tiếp theo là dòng xe Latte thì hiện tại thì cũng được hỗ trợ 2 triệu đồng luôn các bạn, giá là 37 triệu 500. Các bạn mua xe trong tháng này sẽ được hỗ trợ 2 triệu. Các bạn muốn trừ thẳng cho giá xe thì mình sẽ trừ còn lại 35 triệu 500 ngàn. Nó có 3 màu với các bạn, màu đỏ, màu đen nhám với lại màu trắng ngọc chai. Thì màu trắng ngọc chai là màu mới. Chương trình của mình đã chào năm học khói nước xe Taiga nhận quà cực đã, thời gian là từ ngày 1 tháng 8 đến 31 tháng 10. Thì các bạn mua tất cả các dòng xe Taiga của Grande, Latte, Janus hoặc là Figo thì sẽ được hỗ trợ 2 triệu nha các bạn. Chúng ta đang xem cái mẫu của Latte màu trắng ngọc chai. Thì các bạn nữ mà chạy chiếc màu trắng này thì rất là dễ phối đồ nha các bạn. Rồi tiếp theo là dòng Grande, Grande 2019-20. Thì mẫu này thì nâng cấp từ mẫu 2018-19 nha các bạn. Mẫu Grande mới nhất thì có thắng đĩa trước, thắng ABS, rất là an toàn cho các bạn nữ trong điều kiện trời mưa, mình chạy trời mưa hoặc là các bạn nữ thắng gấp á thì nó sẽ an toàn hơn cái mẫu thắng ABS thường, thắng đĩa thường. Này thì nó có tích hợp thắng ABS với sử dụng cái đèn pha LED. Đèn pha LED thì nó sẽ tăng cường cái độ sáng hơn so với cái mẫu trước. Đèn pha LED 2 tầng thôi nha các bạn. Thì dòng này thì nó có màu đỏ, màu trắng ngọc chai với lại màu xám. Xám thì nó có xám titan với lại xám đen nha các bạn. À, chúng ta đang theo dõi cái Grande. Chiếc Grande này thì hay chìa khóa thông minh luôn các bạn, màu đỏ đen. Nó sử dụng chìa khóa thông minh rất là tiện lợi cho các bạn nữ, là có cái sàn chân rất, để chân rất là rộng, cốp xe cũng rộng rãi, đổ xăng cho mình đổ phía trước luôn. Cái mặt đồng hồ thì mặt đồng hồ màu, chúng ta dễ quan sát hơn, giúp các bạn nữ dễ quan sát hơn, tăng tính thẩm mỹ của xe. Grande thì nó có thêm dòng Grande chìa khóa thường, thì bản tiêu chuẩn thì giá nó 45 triệu 500. Thì dòng xe này cũng được hỗ trợ 2 triệu còn 43 triệu rưỡi nha các bạn. Mẫu này thì thắng đĩa, không có tích hợp ABS, chỉ đợi sử dụng chìa khóa thường. Có màu đỏ, đô với lại màu trắng. Rồi chúng ta qua dòng Figo luôn đi. Figo thì cũng đang được hỗ trợ 2 triệu nha các bạn. Giá Figo thì hiện tại thì 33 triệu 900, thì các bạn được hỗ trợ 2 triệu nha. Rồi Figo thì nó có hai dòng, cái chìa khóa thường và chìa khóa thông minh. Thì dòng Figo thì mình mua sẽ được hỗ trợ 2 triệu nha các bạn. Rồi chúng ta coi thêm cái xe NVX của 155 hôm hối nha. Xe này hiện tại thì giá hỗ trợ luôn cho các bạn là còn lại 53 triệu nha các bạn.
màu đỏ đen. Rồi thì hôm nay mình cũng cập nhật giá xe của một số dòng xe cũng như chương trình khuyến mãi của xe Exciter và một số dòng xe tay ga xe số. Thì chương trình này kéo dài cũng các bạn cũng hơi dài, các bạn tranh thủ mình để tranh thủ mình mua xe nha các bạn. Thì chương trình của Exciter thì hỗ trợ cho các bạn 3 triệu với lại cơ hội trúng thưởng TFX hoặc là laptop hoặc là điện thoại, các bạn quay số tại cửa hàng luôn nha. Khi mà mua xe là các bạn được quay số liền để có kết quả liền luôn. Còn các dòng xe tay ga thì chương trình hè thì sẽ hỗ trợ các bạn 2 triệu cho dòng xe Janus, Latte, Figo và Grande. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì các bạn có ý kiến nào thì cứ bấm cho ý kiến nha các bạn, góp ý cho mình, hoặc là có vấn đề thì cần hỗ trợ thì các bạn liên hệ qua số điện thoại của mình là 0907 288 248 để được tư vấn thêm nha. Rồi các bạn nào quan tâm yêu thích kênh của Trong Tôi Đây thì yêu cầu các bạn nhấn subscribe theo dõi kênh của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn, chào mừng, chào các bạn.